Không ăn bún đâu, chỉ ăn pizza. Pizza copy có gì không? Còn một phút cho mình thôi. Đói rồi. Con xin các cô ăn chút một cái nhé. Này, thôi không chơi nữa. Một tiếng rưỡi rồi. Dừng đi rồi tí nữa lại chơi. Con ơi, con đang đi hình nó đi chỉ bị dừng gì. Hả? Đi hình nó bị dừng lại. Thế sẽ xong vào mẹ. Nó bị stop đi. Xong vào mẹ cất máy đi xong rồi tí nữa chơi. Không, con ơi. Chơi rồi. Đang chơi rổ à? Mình thích ăn pizza gì? Mình nói chuyện với cô đi. Pizza bò đúng không? Bò truyền thống đúng không? Bò truyền thống. Không có thì cháu ăn cái gì mà mẹ về phòng mẹ đi. Không thích tôm. Ờ. Gà cũng được nhỉ? Gà cũng được nhỉ? Gà cũng được ạ. Mẹ đi về phòng mẹ đi.
đây cô Hương hỏi, cô Hằng hỏi nhanh. Ăn pizza bò truyền thống. Không có bò truyền thống thì pizza gà nấm nhá. Pizza gà nấm ạ. À. Khổ lắm đi rồi. Mình ơi, con chơi nhiều lắm rồi, một tiếng rồi, bây giờ con dừng đâu. Đi. Con dừng đi xong rồi đến chiều mẹ lại cho con chơi. Vợ con đang đi hình nấu. Xong hết chưa? Xong hết chưa? À, biết rồi. Ừ, hết là dừng nhá. Xong mẹ đi. Xong là dừng nhá. Mẹ về phòng mẹ nhá. Xong là dừng. Xong chưa? Dừng được chưa? Mẹ ơi, mẹ về phòng mẹ đi. Thế con cũng về phòng mẹ đi. Đi. Không, về phòng mẹ để cho con Hằng làm việc nhanh. Ôm con. Ừ. Con chơi đến bao giờ? Còn 30 giây. Thế bút vở của con đâu? Bút vở ngoài mẹ được. Thế xong cái này cái là thôi nhá. Mình nhá. Xong rồi bút mẹ con hốt lên. Ừ, xong rồi dừng nhá. Xong cái này là dừng để nghỉ ngơi để con ăn sáng, ăn trưa đấy. Nghe chưa? Hả? Rồi. Ừ. Mẹ sang là mẹ nhìn thấy nó chưa dừng là không được đâu đấy. Thôi nha, dừng nha, xong hết rồi đấy. Hết bán rồi. Xong. Xong rồi. Con chơi nhiều quá rồi. Dừng. Dừng. Xong. Xong. Xong rồi nó có liên quan gì đến đâu. Thôi, dừng. Rồi.